Thưa quý vị, sáng nay trong không khí phấn khởi của ngày đầu năm mới 2023, tại km 24+700, giao DT624C thuộc thôn Phước An, xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chính thức phát lệnh khởi công dự án thành phần đường cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Bình Định, mở màn cho việc triển khai đồng loạt 12 dự án thành phần đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 2021-2025. Đến dự còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Về phía tỉnh Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh, các Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, tổng chiều dài 729 km, được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập. Tổng mức đầu tư 146.990 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác vận hành vào năm 2026. Đây là một trong những dự án liên kết nhiều nhất với các tỉnh, thành phố, cảng biển, sân bay, là trục quan trọng nhất trong các trục vận tải Bắc Nam. Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài toàn tuyến 88 km, tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Gói thầu đầu tiên của dự án được khởi công là gói xây lắp 1 với tuyến đường dài 30 km, gồm công trình đường bộ cấp 1 và 31 công trình cầu trị giá khoảng 3.862 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 1.020 ngày do tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh. Dự án qua tỉnh Quảng Ngãi dài hơn 60 km qua các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ. Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao mặt bằng để thi công dự án đạt 81,2% tổng chiều dài toàn tuyến.